Hàng dài phương tiện chen nhau trong đường hẹp chờ đèn đỏ hơn một phút mới chuyển sang xanh, trong khi phía luồng giao thông đang đèn xanh chỉ vài xe thưa thớt. Đó là thực trạng bất hợp lý đang diễn ra tại nút giao Mã Hắc Đế - Nguyễn Viết Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo nhiều người dân sống tại khu vực lân cận cho biết, cột đèn tín hiệu giao thông này vào giờ cao điểm như 6 giờ 30 phút sáng và hơn 17 giờ chiều, đường Nguyễn Viết Xuân chật kín người, nhiều phương tiện phải xếp hàng dài chờ cột tín hiệu giao thông đến tận chợ Nguyễn Viết Xuân. Có khi hai lần đèn xanh mới qua được, trong khi phía đường Mã Hắc Đế thì đường rộng, phương tiện thì vắng hơn. Một phần vì đoạn đường nhỏ hẹp lại ngang qua chợ, nhưng đáng nói hơn là phải chờ tới 67 giây đèn đỏ mới chuyển sang xanh, trong khi đèn xanh chỉ khoảng 30 giây là hết. Hồi xưa là nó chỉ có 20 mấy hay 30 giây thôi, bây giờ nó tới 60 mấy, dài giao thông nó tắc lâu, khó đi. Buổi sáng thì nó hẹp vậy thì hai xe đi lên đi xuống, người ta phải dừng lại, ta chờ xe kia lên thì xe này mới xuống. Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên thì trên toàn thành phố Buôn Ma Thuột không có điểm nào phương tiện phải chờ đèn đỏ tới tận 67 giây như ở đây. Nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do quá trình phân luồng giao thông để thi công nút giao Đinh Tiên Hoàng, Lê Duẩn. Các phương tiện chuyển hướng qua đường Nguyễn Viết Xuân và đường Mã Hắc Đế nên đơn vị chức năng mới thay đổi thiết lập thời gian giữa các lượt đèn tại ngã tư này. Nhưng hiện nút giao Đinh Tiên Hoàng, Lê Duẩn đã thông mà chưa thấy ai thiết lập lại thời gian các lượt đèn đỏ cho ngã tư Nguyễn Viết Xuân, Mã Hắc Đế. Hiện tại bây giờ là 67 giây, nhiều người họ đi họ cũng khó chịu, nhiều khi là có 2-3 xe trên này không có người mà giấy này vẫn họ phải đợi, họ khó chịu đấy. Nhiều người họ cũng ấy thì thấy nói chung là cũng hơi lâu, cờ 30 giây thì vừa. Trước thực trạng bất hợp lý đang diễn ra tại điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Viết Xuân và Mã Hắc Đế, thành phố Buôn Ma Thuột, ngành chức năng của thành phố cần có động thái điều chỉnh kịp thời, giúp các phương tiện có thể qua lại dễ dàng, tránh xảy ra các vụ tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.